Bữa đó Nhuận Đức đi qua bên đạo tràng bên kia, thì đạo tràng bên kia thì thường là người ta ưa đi vô chùa rồi người ta đi vòng vòng. Tự nhiên Nhuận Đức đang ngồi, có một cô đó cô đến, nói thầy, con định đi ra ngoài kia mua một tấm hình Bồ Tát Quán Thế Âm, mà con cứ không biết nhờ thầy nào về cúng giùm cho con một cái. Chứ bây giờ đem cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm đem về mà bây giờ không có ông thầy nào cúng hết trơn, con không dám đưa lên thờ. Nhưng Đức hỏi sao kỳ vậy, sao mà không dám đưa lên thờ? Nói chưa có thầy khai quang điểm nhãn, rồi không có thầy chú nguyện cho, mà đưa lên thờ bậy bạ đây chết. Hỏi ai nói gì? Nói con nghe mấy thầy cúng nói. Nói đúng rồi, mấy ông cúng thì ông mới nói gì? Tại vì ông cúng ông nói vậy thì mới có người kêu ông cúng, chứ ông cúng mà ông không nói vậy ai kêu ông cúng, đúng không? Thì nó cũng có lý của nó. Nhưng mà rõ ràng là đi vòng vòng không biết Phật pháp là cái gì hết chứ. Cuối cùng nó trở thành con người học Phật mê tín. Dù học nhiều chục năm đi chăng nữa cũng là bị người ta dẫn dắt mê tín, không biết một cái gì cả. Thì Nhuận Đức mới nói với cô đó, Nhuận Đức nói một câu, Nhuận Đức nói: "Ủa, cô thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm về cô thờ. Vì cô thờ Bồ Tát Quán Thế Âm chi vậy?" Nó dạ con thờ Bồ Tát Quán Thế Âm để con cầu mẹ Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho gia đình con bình an. Nói Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì ngài có cái nguyện này, nhưng mà cô phải làm cái gì nó mới cảm được cái nguyện này để mà Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ, cô biết không? Cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là từ bi, khoan dung và tha thứ. Vậy thì cô thờ Bồ Tát Quán Thế Âm để lấy Bồ Tát Quán Thế Âm làm mẫu mực, để mà mình làm theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là mang tâm từ bi, mang tâm khoan dung, tha thứ. Từ hôm nay thờ Bồ Tát Quán Thế Âm rồi thì không có dặn chồng nữa, có dặn đi chăng nữa cũng mau quên, và không có mang tâm địa mà độc ác đối với người, đối với loài vật. Cô chỉ cần có một cái tâm gì thì dù cô có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm hay không thờ Bồ Tát Quán Thế Âm đi chăng nữa thì Bồ Tát Quán Thế Âm dẫn là gia hộ cho cô, tại theo cái nguyện mà gia hộ. Còn nếu như bây giờ cô thờ Bồ Tát Quán Thế Âm mà cô dẫn là nào là thủ đoạn, nào là cách này cách kia để mà cô hại người, vậy thì cô có thờ 1000 Bồ Tát Quán Thế Âm đi chăng nữa nó cũng đâu có cảm với cái bổ nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà những con người như vậy, quý vị nói chưa chắc là họ hiểu nổi nữa. Tại vì sao? Vì họ chưa từng được nghe để lót nền móng, sao họ hiểu đây? Nên quý vị biết rằng đi đến một cái ngôi chùa mà được nghe giáo dục thì quý vị đi chùa nó mới có lợi ích. Và từ cái nghe giáo dục đó nó mới cỡ mở được cho quý vị rất nhiều thứ trong cái cuộc đời của mình, thì quý vị tiếp nhận Phật pháp nó mới có được cái kết quả. Còn nếu không thì thật sự mà nói, đi chùa có đi 100 năm đi chăng nữa mà đi đến chùa thắp nhang cầu sinh, thì 100 năm đi chùa đó chúng ta vẫn là kẻ mê hoặc điên đảo và không biết một cái gì trong Phật pháp, nó là niềm vui gì trong Phật pháp, mà cuối cùng càng đi có khi càng khổ thêm nữa. Thì tin không, càng đi càng khổ đó. Vì sao? Vì ở nhà lo chưa xong mà đi vô chùa còn gặp mấy ông thầy đưa cho mình gánh nặng nữa chứ, có không? Đưa gánh nặng thêm. Nhà lo chưa xong đi vô chùa thì bắt đầu làm chuyện tài hay, là thầy nói nào là cái này cái kia công đức vô lượng, con hộ trì cái này công đức vô lượng, con quét lá đa công đức vô lượng, con phụ sửa chùa công đức vô lượng, con nấu ăn công đức vô lượng. Công đức vô lượng ở đâu? Trong khi nhà của tôi á, chồng tôi nó đang chửi sùm, con tôi thì mũi dãi chảy tùm lum. Cái này công đức vô lượng mà tối ngày cái sách gói đi đến chùa hoài, còn bỏ gia đình tùm lum tùm la lu bu lộn xộn. Vậy sao công đức vô lượng? Phật pháp là chỉ dạy người ta đó, là đem Phật pháp áp dụng vào cái cuộc sống người ta nó được đặc biệt và tốt đẹp, thì đó gọi là tiếp nhận Phật pháp làm gương, đó là công đức vô lượng. Còn bây giờ mình đi đến chùa, bây giờ mình gặp những con người không hướng dẫn đạo chân chánh để giải thoát, cuối cùng người ta đem gánh nặng người ta đưa cho mình, mình càng học Phật thì mình càng nặng nề. Xong tiếp tục bắt đầu mình được dạy cái gì? Được dạy mình là ngọt dịu, nói lờ đường mặt để mà mình ghi quyên góp tiền, có không? Có đó. Ban đầu mới đi đến chùa không biết đâu, nhưng mà đi đến chùa gặp những người thầy chỉ dạy cho cái cách để đi quyên góp tiền, để cầm tiền về đưa cho quý thầy để làm việc này việc kia, và lâu ngày mình trở thành một con người chuyên nghiệp, đi khéo léo, gặp ai cũng đi kêu gọi đi quyên góp, trong khi ngày xưa chưa biết cái vụ này. Như vậy mà đi chùa cuối cùng lại biết cái vụ này. Như vậy thì quý vị biết ông thầy này là cái môn, ổng là cái môn này, thì cái môn này ổng dạy mình cái môn này. Quý vị đi về chùa Nhuận Đức dạy thì cái môn gì? Cái môn niệm Phật. Vì quý vị gặp ngay ông thầy niệm Phật, đúng không?
Rồi những đức hướng dẫn quý vị là làm sao gia đình quý vị được hạnh phúc bình an. Tại vì sao? Vì những đức đang bổ túc cái gia đình mình bình an thì những đức mới hướng dẫn quý vị như vậy, đúng không? Còn bây giờ nếu mà những đức vì tiền bạc vật chất thì những đức đều dùng cái cách là chỉ vậy. Quý vị ơi, chùa giờ đang xây dựng nè, quý vị đang đi kêu gọi người ta đi, đi quyên góp mọi người đi, được nhiều được đem về, công đức vô lượng vô biên, nghe không? Nếu mà những đức nói lên vậy thì quý vị đi tùm lum tùm la với cái dàn đại chúng này thôi, mỗi bà mỗi đi, mỗi bà mỗi đi quyên góp tứ tung, quyên góp xong gặp những người người ta chưa biết tu, cuối cùng người ta đưa cho mình, xong cái người ta suy nghĩ nói không biết cái bà này có đưa cho thầy không nữa, trời, để tôi lỡ tôi hỏi thầy coi bữa đó bà Trần Thị Én á, bà gom góp tiền của con á, bà có đem đưa cho thầy hay chưa. Ông thầy ông nhiều việc quá, ông nói cũng không biết nữa, không biết Trần Thị Én nào nữa, nó hình như không có đưa tiền. Bà kia bà dìu nó, ủa chị bữa đó tôi đưa tiền cho chị quyên góp đưa tiền cho chị đi phụ chùa xây, sao chị không đưa cho thầy? Nó chào tôi đưa cho thầy rồi, nó tôi hỏi thầy là chưa đưa, phải không? Quý vị thấy phiền phức chưa? Nên đó là gì, càng đi chùa khi càng tạo thêm gánh nặng trên vai, trong khi nhà mình chưa xong mà đi tạo gánh nặng trên vai không à. Còn quý vị đi về đây, những đức có tạo cho quý vị gánh nặng không? Không. Cái quan trọng là đem một pháp giới thiệu cho người ta được lợi ích, mình mong làm sao cho người ta được hưởng niềm vui của Phật pháp chứ không có tạo gánh nặng. Nên quý vị coi chùa mình á, cái việc mà nói về quyên góp thì những đức thường là nhắc nhiều cái việc này, quý vị đừng có tạo gánh nặng cho chính mình chi, có khi á, nó phiền lắm. Tại vì á, nó để tùy duyên thì nó lại là hay nhất quý vị. Nên tất cả Phật tử ta về đi ta tu, ta thoải mái vô cùng luôn, đâu có ai đi làm chuyện này vì những đức đâu có kêu. Không kêu mà nhà đức chỉ nêu lên thôi cái việc làm như vậy vì nhìn thấy rõ ràng. Thì tự mỗi một con người người ta tự người ta làm đi, chứ mình đừng có đụng tới cái của cải của người ta. Nó mà đụng của cải người ta mai mốt ta lôi ra tùm lum la chuyện mít lòng. Nó thêm cái nữa nhà đức nhắc nhở rằng đi về chùa tuyệt đối đừng bao giờ có cái chuyện huynh đệ đi đến chùa hay là chị em đi đến chùa quen nhau, đừng có cái chuyện đề ra cái chuyện là thôi tôi kẹt cái này kia quá tôi mượn tiền chị em này kia đâu, và mai mốt và tôi trả lại cho chị em này kia. Những đức nói vậy tuyệt đừng có đụng cái chuyện này. Tại vì sao? Người ta mà hỏi gì mình nói một câu làm sao? Chị ơi, đi chùa thôi chứ tiền bạc thì vợ chồng nắm rõ chứ. Nên bây giờ đâu có thể nào mà đem tiền đưa cho chị mượn được, tại vì phải thông qua ông chồng. Cái chuyện làm ăn của gia đình này kia mình phải hỏi chồng đàng hoàng, chứ đâu có thể nào đưa tiền cho chị mượn được. Xong cái nói thôi không sao đâu, chừng 10 ngày 5 ngày đưa lại cho, thì bây giờ đang kẹt gì thôi đưa đại đi rồi 5 ngày sau đưa, mình là người tu mà lo gì. Cái chuyện này yên tâm là bộ chị không tin tôi hả? Cái mình thấy nói tới mức như vậy mình nghĩ là thôi chắc mình đưa 5-7 ngày thì chị này chỉ đưa lại. Mình đưa cho người ta tiền cái đầu người ta không đưa lại, chồng nó hỏi ra tiền bạc ở đâu, cuối cùng đổ bể ra. Lúc đó người ta mất lòng tin với Phật pháp mà nó quýnh nó đập nó chửi mình te tu luôn. Nên mình là kết giao bạn bè nhưng tuyệt đối đừng dính tiền bạc. Còn nếu như mình có điều kiện bạn bè của mình khó khăn vô cùng, mình giúp thì mình đừng có nghĩ bạn mình trả. Đây là dưới khả năng của mình dư thừa mình giúp được, mình giúp mình đừng nghĩ trả. Để mai mốt nó không trả thì mình không bị phiền não. Còn mình đưa mà mình nghĩ nó trả, nó không trả thì mình phiền não. Hiểu không? Đây là tất cả những cái cỡ mở cho quý vị đi về chùa đó, nó đừng có dính vô. Vật chất tiền bạc rất phiền phức để xảy ra những cái vấn đề về tình bạn. Nhớ nghe quý vị, tình bạn mà muốn chơi với nhau lâu là đừng có dính tiền bạc. Nên chùa mình có khi cúng dường mà không biết mặt mà, nên tình bạn chúng ta mới chơi với nhau lâu nè, chứ hoài không xa cách. Chứ gặp mà thường cứ đi là đây chơi, cứ là ở đây là gặp mình, là ở đây là cứ ngồi thầy trò tán ngẫu nói chuyện, uống nước uống cà phê, hoặc là đi ăn chỗ này chỗ kia, đi quán cơm chay này cơm chay nọ ăn, dẫn dắt mấy bà đi ăn chỗ này chỗ kia, đi vòng vòng chơi mấy bà trả tiền mà, đi thì mấy bà trả tiền. Thì cuối cùng đi rồi cái đầu từ từ mấy bà mắc đạo tâm luôn vậy đó. Đi vòng vòng với mấy bà nghỉ tu luôn. Vì sao? Vì mấy bà thấy ông thầy này gần gũi ông nói hết trơn rồi, bây giờ nghe pháp ông chi cho nó mệt, hiểu không? Thì nghỉ tu. Còn bây giờ đâu có ngồi nói chuyện ngẫu gì đâu, thì cuối cùng chúng ta mới tiếp nhận Phật pháp và chúng ta tu nhau được. Nó nên những điều những đức chia sẻ đây nè, cho tất cả những con người đi chùa mà gặp những cái gánh nặng tự vì sợ ra đi, đừng có dính vô nghe. Dính vô là phiền não đó. Nó đừng có chạy lăng nhông chi, biết niệm Phật rồi cứ lo niệm Phật đi. Đó là chỗ đặc biệt nhất. Nên có một đoạn này người xưa dạy nè: học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Chỉ cần tu học đúng như lý như pháp
thì bất kỳ tai nạn nào, đau khổ, bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt quá giải. Đó. Nên nhiều cô trong trận cái dịch bệnh á, mấy cổ gặp như Đức cô nói nè, nhờ hai buổi chia sẻ một câu A Di Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nhờ hai buổi đó mà ngày nào như Đức cũng nhấn mạnh ngay chỗ đừng có sợ, đừng có lo. Bệnh thì bệnh, niệm Phật lo niệm Phật đi, đừng có sợ, đừng có lo. Những Đức có nói hoài, nó truyền lửa cách đó vì nó làm cho cái người ta nó siêng niệm Phật không sợ. Mà khi con người không sợ thì con người nó bình tĩnh lại. Mà khi con người bình tĩnh thì bệnh gì nó cũng tiêu. Còn nếu nó không tiêu thì chết. Chỉ thôi chứ sao bây giờ. Chúng ta một là sống, hai là chết, tôi bị nghĩ. Bây giờ nó không có cái gì mà ghê gớm hết chân á. Thì giờ chúng ta sống thì sống, mà chúng ta chết thì chết. Tại vì ai cũng sẽ sống và ai cũng sẽ chết. Cái chuyện này là cái chuyện quá tự nhiên rồi. Bây giờ bệnh đau lo sợ làm gì? Đến lúc nó chết thì mình lo sợ nó càng bận tâm thêm nữa. Nên chúng ta cứ duy trì mình làm sao nó đặc biệt bình tĩnh. Nên tu học như lý như pháp thì tai nạn bất hạnh gì cũng vượt qua chứ. Thật sự mà nói, tất cả những tai nạn bất hạnh hay là thuận duyên hay nghịch duyên trong cuộc đời này, do cái nhân mình gieo thì cái quả mình chịu. Chứ mình đừng có hờn trách ai chỉ cho nó mệt. Thí dụ như mình nó đẹp vô cùng vậy á, mà mình không bằng con nhỏ xấu. Có những người đẹp vô cùng mà chồng nó quýnh te tua, thương nó mà nó vẫn quýnh. Còn có cái bà xấu quắc vậy mà chồng bà thương mới nâng niu chiều chuộng. Mà người chồng sớm nói chậu là chậu vợ, cái thằng nó xấu mà nó thương kìa, cho cái nựng vợ nó thấy ớt kìa. Thấy không? Nói vì coi cái nhân cái quả nó lạ lắm. Có khi mình cùng tuổi với người ta mà người ta là được chồng thương, còn mình thì bị chồng ghét, chồng quýnh vậy đó. Tại vì sao? Mình phải tin cái nhân cái quả chứ. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà trong cái cuộc đời này, chỉ cần mình tin sâu nhân quả thì con người mình sống sẽ có niềm vui chắc chắn 100% luôn. Sẽ tự nhiên có niềm vui. Thì học Phật là tự nhiên có niềm vui, là do cái chỗ là phải nghe giáo dục, phải tiếp nhận được giáo dục. Giống như có một cái cô đi đến chùa mình cách nay khoảng hơn tuần. Tuần trước như Đức nói bị nghe đó, thì bữa sau lại ẵm đứa bé đến. Đứa bé mới có thằng tháng tuổi. Ôi mà công nhận cái chùa mình nó ngộ ghê thiệt. Nuôi con nít cũng mau lớn, mà nuôi bà già cũng mập, mà nuôi con gái cũng mập, mà nuôi con trai cũng mập, nuôi bi đê cũng mập. Ngộ ghê. Đứa bé mới có tháng tuổi mà nó vô chùa mình, mẹ nó nuôi nó trong chùa mình mà. Mà mới đây mà đứa bé nó mau lớn, nó trắng tươi rồi, bữa đó ẵm vô đỏ hói. Công nhận thì làm như cái từ trường niệm Phật nó cảm giác làm sao quý vị ơi. Mà cái đứa bé gì đâu mà công nhận nó dễ thiệt. Mới đẻ ra gì đâu mà nó ở trong chùa mình mà những đứa không nghe nó khóc một lần nào chứ chẳng. Nó dễ đến mức mà nó quá dễ luôn. Mẹ nó ẵm lên nó, thầy cho cái pháp danh con đi thầy. Chắc mấy cô kêu với bà đó bà mới biết nha. Nó thì bà ẵm nê lại nó thầy. Cho con pháp danh đi thầy. Xong những đứa nói hồi cho nó tên Diệu Thường đi. Nó mới sanh ra mà cũng vì hoàn cảnh gì đó mà mẹ mới ẵm đi vô chùa, mà xin được ở trong chùa cũng hoàn cảnh gì đúng không? Nên từ nó đã đặt tên Diệu Thường đi. Nên cái thế gian này vô thường lắm, vui cũng vô thường mà khổ cũng vô thường, mạng người vô thường lắm. Thôi nghĩ cái vô thường mà cố gắng tu hành để cầu giải thoát đi. Cái đầu mẹ nó nói thầy ơi, con cũng chưa có pháp danh gì hết, thầy cho con pháp danh như thành. Những Đức nói thôi đặt cô Diệu Niệm đi. Niệm là niệm Phật, con là vô thường, vô thường để mà nhớ niệm Phật. Nên từ nơi đó rồi ơi. Vậy ta rõ ràng thấy chưa? Nó đứa bé thì riêu dưới đất. Nên từ nơi đó mà ngộ vô cùng. Có khi á nghe, đến đây mà tiếp nhận Phật pháp luôn á. Từ cái khổ nó dẫn dắt mà biết Phật pháp luôn. Cái khổ dẫn dắt mà biết Phật pháp luôn. Rồi mai mốt biết Phật pháp rồi tự nhiên cuộc sống không khổ nữa. Kiểu như mới đẻ con ra mà chắc cũng hoàn cảnh gì mới ẵm con đi đến đây, chứ đâu phải người ta biết tu đâu. Ai mà mới biết tu gì mà tự nhiên mới đẻ ra mà đi đưa vô đây trợ. Cái này cũng là cái gì lạ lạ đúng không? Nó thấy vậy hai mẹ con mà nằm ngủ vậy thấy cũng tội nghiệp. Đứa bé nó mới đẻ mà thấy vậy kiếm cái nôi cho nó nằm.
coi cô Phật tử của nó trầu ô thế. Bữa đó đâu bảy giờ mấy vậy đó mà thấy ông thầy ông vác cái nôi đưa cho đứa bé nằm, thế tội nghiệp ghê. Thôi mình nuôi bà già được thì nuôi nít được chứ gì đâu. Nhưng mà nói đây không phải kêu mấy bà mới đẻ mà ẵm con đến đây nghe. Là chờ nghe cái này mai mốt mới đẻ nó ẵm tàn lan đại hải vô đây mà nó tứ hướng đoàn đêm nó quá quá nó khóc um sùm ở trong đây chứ. Chịu không nổi luôn á, thấy không? Nó mà công nhận cái đứa bé, cái con bé dịu thường nó dễ thiệt. Mà đúng một tuần lễ thôi mà bữa nay nó lớn như lắm, trắng tươi luôn. Mà nó gặp mình nó mở mắt nó nhìn nó biết hay sao, chắc con nhỏ này chắc mình phóng sanh bây giờ nó thái lai là sao. Con nó ngộ ghê luôn à. Mẹ nó ẩm lên mà gặp như là mở mắt nhìn vậy nè. Cái nó cười tát cái mặt mà giùm cười. Cười ghê luôn. Thì thấy không? Nó bao nhiêu cái cảnh đời trong cái thế gian này, chứ Phật pháp nó vớt mình được đó quý vị. Thấy không? Học pháp cứu cuộc đời mình đó quý vị ơi. Nó cuộc đời con người chúng ta có khi chúng ta đang đương thời vậy đó. Trời ơi, có khi còn trẻ chung đồ vậy đó nghe. Chồng mới cưới vậy, chồng thương yêu chiều chuộng ghê lắm, nhưng mà coi chừng đó. Một ngày nào nó không thương nữa đó. Không giỡn đâu. Nên chúng ta là người nghe đạo là chúng ta có điểm nương tựa bình an. Và nghe nhân quả trong nhà Phật dạy rồi, tự nhiên cái tâm trạng con người mình nó sẽ không bị thất vọng khi người ta ruồng bỏ mình. Có khi người ta nuôi cái hy vọng cho mình nó cao lắm, bao nhiêu lời hứa hẹn cao lắm, nhưng mà có khi tự nhiên người ta buông cái bát tử tự trên mình rớt xuống. Nên trong cuộc đời này chúng ta rất dễ bị thất vọng với con người đấy. Nên mình là người nghe đạo nó không có thất vọng với con người. Nhớ nha, đừng có nên thất vọng với con người. Vì con người á, lúc này lúc khác đừng có thất vọng. Đó, đừng có thất vọng. Như có một cái cô Phật tử này nè. Trời ơi, cô hộ trì Tam Bảo, đừng có nói nữa. Hộ trì Tam Bảo tính ra gần 20 năm. Nhiệt tình, cực lực đối với Tam Bảo luôn. Mà đối với ông thầy đó, trời bà lo cũng như là bà lo cho ông cố nội bà vậy đó. Mình nói câu nó lo kinh khủng luôn, nó lo trời ơi, từng chút không, mà có nhiều vị thầy nghe cái phước lớn. Đúng là nổi tiếng là đi đến đâu gì người ta lo trời ơi, nó lo kinh khủng lắm quý vị ơi. Nó lo từng cái quần lót luôn á cho quý vị biết á. Nhưng mà những đức nói không có nên như vậy đâu, không có nên như vậy đâu. Tại vì bản thân mình lo được cái gì cho mình là mình phải lo. Từ khi người trong chùa mình lo cho nhau thì được, chứ đừng có để cho người ta có chồng có con người ta đi lo cho mình mấy cái chuyện này cho là trời. Không có nên như vậy đâu. Ồ ôi, cậu tính ra hộ trì Tam Bảo đâu gần 20 năm cổ lo. Vì mà cuối cùng nghe, bà bị vớt một đá một phát, bà nói sắp sửa bỏ đạo luôn. Sắp sửa bỏ đạo luôn đó quý vị. Có nghĩa là bị vớt một phát bỏ đạo luôn. Mà đi cái mức mà tuột dốc luôn. Vậy mà hai buổi chia sẻ của mình nè, giống như bây giờ một số người bị mất lòng tin với Phật pháp á, nghe những buổi chia sẻ này nè, ta lấy lại tinh thần á. Đúng không? Nghĩa là như thế nào, trò bà tuột dốc gì mà nghe hai buổi đó, nhưng mà năng lên lại. Rồi có một cái chú này ở trên thành phố, ôi ôi chú nhiệt tình với Tam Bảo, mà chú quý một vị thầy này, cái chú này nam. Thấy cái ông thầy này quá tâm quyết tu, vậy mà ổng bán sự nghiệp của ổng, bán hết của cải sự nghiệp ổng lớn lao vô cùng, ổng vô chùa muốn xuất gia luôn. Đem của cải vô hết đưa cho ông thầy này xây chùa. Khi chùa chiền xây xong hết hoàn toàn nghe, thì bắt đầu sao? Thì cuối cùng thầy này ông không chơi với ông cư sĩ này nữa. Là ông cư sĩ này ở trong chùa là giống như là một tay sai, ông không cần thiết gì tới ông cư sĩ này chứ. Trời ơi, ông cư sĩ này ông thất vọng đến cái mức mà ông muốn tự tử, ông chết phước cho rồi luôn. Tại vì sao? Ông không còn một cái gì nữa cả. Mà cuối cùng ông biết bộ mặt thật của ông thầy này luôn. Cuối cùng ông thất vọng đến mức cực điểm luôn. Vậy mà nhờ may mắn thầy ông nghe được Phật pháp, mà ông lấy lại tinh thần. Cái câu mà lấy lại tinh thần là câu gì phải không? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Đó. Thiếu nợ đó quý vị ơi. Cái cõi này ghê lắm. Đã thiếu nợ rồi là nó ngu si. Trong cái mờ ám mù quáng ở trong nợ đó đó. Trời, có cái bà này bà sanh đứa con ra, quý vị biết rằng bà che chở cho đứa con trai của bà. Mà quý vị biết không, cách vài ngày là nó đánh bà một lần. Cách vài ngày là nó đánh bà một lần. Mà nó đánh bà giả man lắm, mà đi đến chùa mình luôn nó dặn đánh. Vậy mà quý thầy hỏi, bà nói không, trời ơi con nó thương con lắm, sao mà đánh con. Quý thầy nghe để ý nghe, thấy rõ ràng cái thằng nó đè và nó đánh bà quá trời luôn, đánh mẹ nó quá trời đánh luôn. Vậy mà bà luôn luôn mới che chở với đứa con bà,
rõ ràng cái câu thiếu nợ, quý vị ơi. Thiếu nợ rõ ràng. Và những đức gặp rất là nhiều người phụ nữ lớn tuổi luôn, vậy mà họ kể những đức nghe rõ ràng, thầy ơi, con nghe thầy giảng con mới hiểu, thì ra thiếu nợ. Chính con nè, chồng con nó đánh đập con, nó chửi mắng con, đừng có nói nữa, thậm tệ. Mà chỉ cần nó đi đâu một ngày không gì là con chịu không nổi, con buồn chết được luôn đó thầy ơi. Thầy, bây giờ nó có chửi cỡ nào mà nó ở nhà con gặp nó là con vui. Vì thấy cái nợ kinh khủng không hả? Cái nợ trời ơi, mấy bà không biết có ai ở đây có dính gì không chợ à. Trời ơi, quý vị tu phải làm sao chuyển được cái tâm. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói là ta đến thế gian để giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực á. Nhưng mà tu có thời gian nha, có thời gian á. Mà chỉ có công đức niệm Phật là nó chuyển mau cấp kỳ. Tại vì mỗi ngày nó dùng cái câu vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác, nó chuyển, nó chuyển cái nghiệp lực đó mau dữ lắm. Nếu mà không dùng cái pháp môn tịnh độ này khó lắm, khó chuyển lắm. Tại vì sao? Vì mình không có một phương hướng để chuyển. Còn bây giờ niệm Phật là để mình cầu giải thoát, để mình chuyển được cái nghiệp lực này. Nó nên quý vị biết rằng trời ơi, cái nghiệp quả thế gian này nó dày đầy, nhưng mà tu hành hiểu để mà trả. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Vô Lượng Thọ ngày nói một câu này, các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi đi các con, rồi chăng thật mà niệm Phật. Một đời ngắn ngủi này các con vui trả đi, cái khổ gì cũng trả đi, rồi cuối cuộc đời Phật A Di Đà rước các con về cực lạc. Về cực lạc là chấm dứt khổ đó, hay không? Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói rõ ràng đó. Đó, nên quý vị biết rằng có một cái chú kia kìa, ông đi vô chùa, ông cộng tu đang khỏe bình thường vậy mà nghe nói ông ấy cũng làm công an vậy đó, rồi xong tự nhiên ông giác ngộ, xong đi vô chùa ông tu. Thì biết ông mới vô chùa ông tu, những đức đặt trách cho ông cái công việc là chăm các cụ ông, chăm mấy ông cụ. Thì ông vô ông cũng lo, ông làm ông chăm, quý vị. Tự nhiên ông vô ông làm thời gian đó, ông chăm cái cụ thời gian, cái đổ nghiệp ra, cái nghiệp nó đổ ra. Như những đức nói mà những đức đi tu á, tự nhiên tính mùng 6 đi tu, cái tự nhiên cái đang chạy xe chạy chậm 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 chậm, thì cán nó cũng đá té cái ạch gãy cái tay, kỳ không, tay nghiệp vậy nè. Cái người ta nói thôi gãy tay rồi, thôi ở lại thời gian đi hả, đi mà quyết định mùng 6 đi là mùng 6 đi nghe. Rồi xong cái tự nhiên vừa đi 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 cái nó đá vô cái cây, cái sức móng chân ngón giò cái mới sức móng, cuối cùng nó thúi móng chân lên nhất trậu là trậu, tay thì gãy móng chân thì thúi. Xong nó đi lên tới tên chùa trên Đà Lạt, cái đang đi lên góc đi 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 cái chợt cái ạch cái ngón chân giò cái kia nó đứt thêm móng nữa, thúi móng kia luôn, là hai móng chân thúi thêm cái tay bị gãy. Rồi cái tự nhiên không biết sao không biết nữa, cái tự nhiên cái cây nó đâm vô cái khủy chân, nó làm độc, nó sâu vào, nó chảy máu hoài mà nó không lành. Hồi xưa nhà Đức mới đi tu là nhà Đức gặp cái chuyện đó đó. Trời ơi, mà lên lễ Phật một cái là máu nó chảy tuôn tuôn tuôn, mà lễ mình nói mày chết đi, mày chết đi, mày không có còn cái đường gì quay về chứ, chết đi con. Vậy đó mà lễ một tháng mấy lễ Phật hết lần, hết chưa? Nói quý vị coi á, như cái chú này vô chùa cái tự nhiên nha, ở mới có một thời gian tự nhiên nó mọc nguyên cái mục sau lưng. Ban đầu nó bé lớn à, không, máu nó cứ chảy cái hoài. Nhưng Đức nói chú muốn đi bệnh viện không? Chú nói không, con nghe thầy giảng con hiểu rồi, trả nợ phúc cho rồi đi. Mới vô bay lớn nè, bữa nay nó bay lớn nè, bay lớn luôn. Chứ giữa nó có cái mặt như nè, ở xung quanh nó bay lớn nè, là bao lại chùm vô cái đó, xung quanh nó đỏ giống như nó chín thịt vậy đó, như nó chín thịt luôn quý vị. Thì những đức mới đến, những đức nói chú, những đức nói chú biết không, như con người chúng ta đang sống gì là nhờ linh thức nó nhập vào cái thân mình đang còn tồn tại sống. Khi linh thức nó xuất ra thì thân này chết. Vậy chú biết cái mục của chú hiện tại là cái gì trong đó không? Thì ông hỏi cái gì thầy? Nhưng Đức nói quan gia trái chủ. Cái nghiệp sát sanh nhiều đời nhiều kiếp của chú nó chú ẩn vào đó. Bây giờ chú phát tâm chú đi tu muốn giải thoát thì nó chú ẩn vào đó. Khi nó chú ẩn vào đó, tại vì cái tâm quyết chú quá mạnh nên bây giờ khảo đạo mạnh. Khảo đạo mạnh chú vượt qua cái là nghiệp lực nó chuyển rất nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn. Nó chú ẩn trong đó. Và nó chú ẩn vào đó nó làm cho hư hoại thịt da, nó làm cho đau đớn, đây gọi là phước si. Mình khi mà nó nhập vào nó khảo đảo mình thử như sao, hiểu không? Thì quý vị biết rằng là nó hành hạ mà đau đớn, cực kỳ đau đớn luôn. Mà nhà Đức khuyên ổng cứ niệm Phật đi, vui trả đi, niệm Phật đi, vui trả đi, ngày nào nhà Đức cũng qua niệm Phật vui trả nghe. Vậy mà ổng nằm đó mà máu chảy nó linh láng ở trên cái lưng ổng. Vậy mà ổng cứ niệm Phật mà cái tâm trạng ổng nó không buồn. Đúng là cái lời khuyên quý vị,
cái lời khuyên á. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nó trú ẩn trong đó là một ông. Còn một ông á thì vô chùa tu, cái bú ông nó bự gì nè quý vị. Cần cổ mà cái bú ông nó bự gì nè, mà cái bú nó cứng không tưởng tượng được. Như Đức nói với ông á, cái bú của chú á là chú biết chúng sanh mà là chú ẩn trong đó phản cỡ làm sao không? Hàng tỷ ở trong á. Chứ quý vị chứ đừng có nói mà đơn giản. Bây giờ quý vị nghĩ đi, hương linh mà một cây nhang nhỏ thôi vậy đó, mà ta mời hương linh đi, ta cầm cây nhang nhỏ đi, mà hương linh ta chú ẩn vào cây nhang để mà ta đi đến chùa, thì quý vị nghĩ rằng là cái bú bự như vậy nè, thì quý vị biết rằng cái sự chú ẩn ở trong đó, mà cái chúng sanh mà mình nhiều đời dù kiếp đời này mình giết á, mà cái nghiệp duyên nó đeo đẳng, nó chú ẩn biết cỡ nào chưa, bự gì nữa quý vị, sệ xuống gì nè. Mà những đức khuyên ổng của 4 năm về trước ổng gặp những đức, mà tới bây giờ luôn nha, ổng vẫn mỗi ngày ổng sống, mà ổng sống rất là bình thường và vui luôn. Ổng nói thôi bây giờ con với nó cũng như là bạn cùng sống với nhau luôn thầy. Thầy những đức nói đúng rồi, chú niệm Phật nó cũng đang niệm Phật đó, nó chú ẩn trong đó đó. Nói, tại vì sao những đức dám mạnh dạn nói câu này, vì cách nay 10 mấy năm về trước những đức có nhận một cái ca hộ niệm mà trên Tịnh Thất Quan Âm mà chú Nguyễn Văn Công. Quý vị cứ nghĩ đi, bị ung thư xương mà cái chân nó bự cực kỳ bự, trời ơi nó bự, mà ở chân giữa cái lỗ bị lớn nè, nó có cái lỗ bị lớn, mà trong khi cái chân mình ngay chăng cái đầu gối bị lớn đâu, vậy mà nó bự ra vô cùng bự, mà chân giữa nó có cái lỗ bự bị lớn nè, mà mỗi ngày thò tay vào cái lỗ đó đó, trong khi chân có chút xíu mà nó bự ra, mà nó bự ra như vậy mà tại sao nó không xẹp xuống, mà nó bự ra mà nó ù lên rồi nó tròn lại, nó mình nằm cái nó ù lên bự thiệt bự, mà chân giữa nó có cái lỗ bự lắm bị lớn này nha. Cái mỗi ngày cái đầu mình thọt cái tay vào, thọt cái tay bao tay thọt vào, rồi nhiều bữa thì quen rồi khỏi bao tay luôn, thọt cái tay vào cái môi thịt thúi ra, môi ra, môi ra, đừng nhăn mặn chứ mệt quá, môi ra thấy không, môi thịt thúi ra, đây nè, đây nè, hộ niệm này xác thực 100% nè. Mà trời đúng là không có cái thúi gì bằng cái thúi chúng ta chứ, đúng là con người chúng ta là nó thúi kinh khủng luôn. Đây là hộ niệm 100% nè, đây là xác thực hộ niệm nè, nó thúi đến mức mà lông ốc luôn đó quý vị. Nó thúi đến mức mà không còn vọng niệm nổi luôn á. Quý vị biết thò tay vào môi ra, môi thịt thúi ra. Như vậy đó nghe, mà khi hộ niệm với chú này một tháng sau, ổng chết mà gia đình ổng quý vị biết làm cái gì không? Sát sanh, cắt cổ gà, rồi đập đầu chó này kia đâu. Thấy không? Mà con cái nó chết kỳ cục, rồi tới chú này là gia đình không còn một cắt bạc gì hết. Là chính chú nói một câu rõ ràng, nếu nhà con không được nhà chùa nhận con vô đây, thì con không còn một cái quan tài để mà khi con chết mà được bỏ vào luôn. Đến nỗi mà trong khi lúc làm nghề sát sanh đó, là tiền mà kiếm được đó là một ngày khi kiếm được mấy chục triệu, vậy mà khi gia đình bệnh đau là sạch sẽ. Quý vị mà ở ngoài miền ngoài miền Hà Nội á, thì quý vị biết rằng có một cái phố thịt chó, quý vị biết không, mà những đứa đọc quyển sách mà có mấy câu chuyện đó, mà cái nơi mặn thịt chó đó có nhiều người nổi tiếng vô cùng, vậy mà họ chết một cách rất kỳ cục ở trong cái chỗ đó đó. Mà sau này cái chỗ đó nó giải tán bớt đi là vì sao? Vì những câu chuyện chết vì nghề mặt chó mà nó chết rất kỳ cục, nó chết rất là lạ. Mà những đức nói với vị biết nghe, cái nghề sát sanh đố mà gia đạo vì mà tồn tại được đó. Cái nghề sát sanh đó quý vị mà gia đạo tồn tại được đó. Còn những người phụ nữ mà phá thai á, quý vị khó mong có được hạnh phúc của gia đình. Bởi vì chờ xem. Vì sao? Vì cái nghiệp này nó theo mình, nó làm cho quý vị phải lên bờ xuống ruộng, nó không có tha cho quý vị đâu. Mà người phụ nữ mà phá thai rồi là nhất định quý vị sẽ bệnh đau rất là kỳ cục, và tâm trạng thay đổi thất thường lắm. Và vợ chồng tự nhiên rầy ra những chuyện không có đáng rầy ra, mà nó cũng rầy ra. Rồi con cái sanh ra tự nhiên nó ngỗ nghịch và nó bất hiếu với mình kỳ cục lắm, làm cho gia đạo mình từ từ sẽ có những sự cố xảy ra. Nên cần phải tiếp nhận Phật Pháp để nhờ cái công đức niệm Phật, nhờ cái oai lực của Tam Bảo mà gọi là soi gọi cái tâm nghiệp đó và cái linh thức nghiệp đó để nó hóa giải cái tâm nó đi. Nhờ cái công đức niệm Phật mới được. Thì quý vị biết rằng là những cái người làm nghề sát sanh mà mằng chó mằng này mằng kia đó là gia đạo tự nhiên nó sẽ sụp đổ hết. Giống như cái sự làm giàu của người ta mà sát sanh đó, giống như là xây nhà trên cát biển đông vậy đó quý vị. Nó sụp bất tử ao xuống một cái là mất sạch, không còn cái gì tồn tại chứ. Đáng sợ lắm. Nên cái người mà nghe đạo rồi làm nghề sát sanh, không ai đi làm nghề sát sanh chứ. Tại vì sao? Vì cái đồng tiền này nó sẽ không đủ để mà mình chữa bệnh đó. Không đủ để chữa bệnh vì sao á? Thì cái gia đạo của chú Nguyễn Văn Công này trời ơi là tiêu hết luôn.
gia đạo là sạch hơn. Tới chú là bị ung thư xương. Vậy mấy vị biết hộ niệm của chú 1 tháng nha. Khi mà chú vừa chết đi đó quý vị, chú vừa chết đi á nghe, trong vòng 1 tiếng sau thôi, thì cái mục bự đó đó quý vị, trong 1 tiếng sau cái mục bự đó đó nghe, tự nhiên vừa chết xong là cái mục bự đó xẹp xuống, nó nước nó chảy ra. Trời ơi, nước mà nó thúi không tưởng tượng được mà. Mà lúc mà nó đang bình thường nó bự gì nè, nó bự lắm. Vậy mà vừa chết một cái là nó xì ra, nó xẹp hết. Thì sau này những đứa càng tu, những đứa mới kinh nghiệm, những đứa thì ra rõ ràng khi mình còn sống thì cái nghiệp quả nó đang trú ẩn trong cái đau đớn bú độc hay là mụn độc, là nghiệp duyên đang trú ẩn. Nên khi nghiệp duyên nó đang trú ẩn thì nó đang sống ở trong đó, đó là căn nhà của nó, hiểu không? Nên khi mà mình mang cái nợ, cái nghiệp mà mình hiểu đó, thì mình không bao giờ đi mổ xẻ. Vì mình mổ xẻ là mình đang phá nhà của nó. Nên quý vị để ý, có những người ung thư ngực đi, người ta chỉ cần mổ cái ngực bên đây thì nó vớt cái ngực bên kia, hiểu không? Hoặc là nó vớt chỗ khác, càng xử chỗ nào thì nó càng ra thêm chỗ nấy, và nó tàn lan đại hải ra thêm nữa. Tại vì sao? Vì cái nghiệp quả mình tạo của đời này hay nhiều đời nhiều kiếp nó quá nhiều, nó trú ẩn ở trong đó đó. Mà mình phá nhà chỗ này của nó thì nó chuyển nhà qua chỗ kia, nó chuyển. Rồi mình cứ phá hoài, mình phá giết rồi cơ thể của mình tan tành hết chân luôn quý vị. Nó nên quý vị biết những con người mà ví dụ như tim đồ này kia mà mổ tim đi, trời, cuộc sống của họ mà còn sống đi thì sống còn khổ đau hơn chết nữa. Cho quý vị biết khổ lắm. Tại vì thọ mạng còn chứ không phải là mổ tim xong mà sống. Nếu thọ mạng họ còn, không mổ cũng sống, mà sống ngon lành. Còn có những người mà mắt mờ mà đi mổ mắt á, xin thưa quý vị, sáng nhất thờ, nhưng cái thời gian còn sống của quý vị là cặp mắt gì? Cặp mắt liêm nhiêm. Nó liêm nhiêm mà nó cứ chảy nước mắt, nó làm cho quý vị khó chịu vô cùng. Nếu như quý vị vui trả nợ thì có khi cặp mắt quý vị nó sẽ tương đối bình thường, và trả cái quả báo ở thế gian là xong một món nợ. Chúng ta tránh cái quả báo tam đồ ác đạo, hiểu không? Nên tất cả những người bị bú độc nè, bị cái này cái kia độc đồ này kia nè, là nghiệp quả trú ẩn bên trong. Nên nghe đạo hiểu rồi đừng có đi mổ, để tự nhiên luôn, cứ tự nhiên đi. Tự nhiên là tuyệt vời nhất. Cái cách hóa giải nghiệp duyên đó là gì? Là tự nhiên, là tự nhiên đó quý vị. Nên chúng ta là người tu, cái câu diệt khuẩn cũng không dùng luôn nữa. Tại vì sao? Vẫn là một chúng sanh, vẫn là một chúng sanh quý vị. Không có cái tâm diệt khuẩn luôn nữa. Tại vì sao? Vẫn là một chúng sanh. Chỉ cần quý vị có một cái tâm diệt thì nhất định nghiệp quả sẽ đến với quý vị. Bây giờ nó chưa đến quý vị, nó gom toàn bộ cái nghiệp duyên. Đến lúc nào nó đến? Cặn tử nghiệp nó đến, cặn tử nghiệp nó đến. Nên từ nơi đó mà con người lúc còn khỏe bình thường gì nè, bệnh đau này kia trả đi, bệnh đau này kia trả đi, để làm chi? Để khi cặn tử nghiệp của chúng ta là nhẹ nhàng mà đi. Còn nếu như bây giờ mà bệnh đau mà không trả thì nó đến lúc nào? Khi cặn tử nghiệp nó đến, vất vả vô cùng. Nên cái pháp môn tịnh độ này á, gây dựng mỗi ngày để niệm câu Phật hiệu này, từ người xuất gia cho đến hàng cư sĩ chân thật mà niệm Phật. Quý vị nhớ nghe, chính những đức đi xuất gia và tu hành 10 mấy năm nay, xin thưa với quý vị, sống có thể đặc biệt được là nhờ ngay chỗ nào? Pháp môn niệm Phật. Ngay pháp môn niệm Phật này nè. Nên tất cả những người xuất gia mà quý vị mà muốn sống một đời xuất gia tuyệt vời, mà dù có duyên gặp một người, quý vị cũng có một cách phiên ta tu nữa. Đó là quý vị tu môn gì phải không? Niệm Phật. Gặp một bà già, ông già, gặp một người đi sinh, gặp một người què quặt, gặp một người nghèo nàn, gặp một người khổ đau, cũng có thể chỉ người ta được một phương pháp tu nữa. Chỉ đúng pháp môn niệm Phật này mới chỉ được. Còn nếu như quý vị tu thiền, tu mật tông, di thức học, quý vị chỉ người ta là sao được? Sao tiếp nhận được? Còn câu Phật hiệu này, những đức gặp bao nhiêu người, họ đến họ gặp những đức, họ nói khổ này khổ kia khổ nọ, những đức nói bây giờ muốn bán khổ không? Trời, khổ sao bán thầy? Bây giờ cô nếu chân thật mà cô niệm Phật là bán khổ. Bây giờ từ hôm nay cô nhớ Ai Di Đà Phật đi. Cô cứ niệm Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Cô cứ chân thật cô niệm đi, thì tức khắc cô giải quyết được cái khổ trong cuộc đời của cô liền. Quý vị thấy không? Mình niệm Phật mình chỉ người ta rất là dễ.
chỉ dễ vô cùng. Còn nếu không thì sao? Đối với người xuất gia chúng ta không biết khung khắp nào để chỉ cả. Dù mình xuất gia cả đời mình đi chăng nữa thì vẫn là đi cái gì? Vẫn là cuộc sống của chính mình thôi. Vẫn là cuộc sống của mình. Tại vì sao? Mình không có làm được những việc lợi ích. Quý vị biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đi tu là để làm việc gì? Lợi ích cho chúng sanh. Nếu chúng ta đi xuất gia mà không làm được một chuyện gì lợi ích cho chúng sanh cả, vậy thì cái việc xuất gia của chúng ta nó không đặc biệt. Nên chính cuộc đời những đức này may mắn thay gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật. Những đức đi tu, những đức làm được những việc, một số việc lợi ích đó. Nhờ Pháp Môn Niệm Phật này mà bây giờ những đức lo cho chúng của mình 800 người. Nếu không phải Pháp Môn Niệm Phật này làm sao lo đây? Rồi ngày nào chùa mình cũng tu 4 thờ điều ra là nhờ Pháp Môn Niệm Phật mà tu 4 thờ. Rồi Chủ Nhật thì Phật tử người ta về đông đúc như vậy là nhờ cái gì? Pháp Môn Niệm Phật. Chỉ đúng ngay cái chỗ Pháp Môn Niệm Phật mà giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc đời. Quý vị công nhận không? Từ nơi đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng thờ mà pháp niệm Phật thành tựu. Nhưng người mà không đủ nhân duyên rồi đó nghe quý vị, không bao giờ mà tiếp nhận được. Dù có nghe 100 lần đi chăng nữa cũng không dám tiếp nhận nữa. Lạ thay, chỉ có một việc là gì? Niệm Phật thôi. Còn quý vị nếu không niệm Phật thì bản thân của mình chỉ lo cho mình. Nhưng những đức chỉ có niệm Phật và phi người niệm Phật. Vậy mà những đức có thể lo cho 800 người và xây dựng chùa. Và những đức còn kết duyên với chư Tăng Ni khắp nơi. Mà những đức còn rủ chư Tăng Ni về chùa để mà ở đây những đức lo cho. Trong khi bên kia Hòa Thượng xây mấy dãy nhà bự dành cho chư Tăng Ni, những đức còn rủ chư Tăng Ni khắp nơi về đây để chuyên niệm Phật. Mà để mình lo trọn gói luôn nữa kìa. Thì vì biết chỉ có niệm Phật thôi mà những đức mạnh dạn nói như vậy. Còn nếu như những đức không niệm Phật thì chỉ có một mình một thân để tự lo cho mình cơm ăn áo bằng. Còn bây giờ những đức niệm Phật, nương vào cái đức niệm Phật mà những đức lo tràn lan đại hải. Lễ lộng gì những đức rủ tràn lan đại hải về đây luôn. Rồi mới đây chương trình người khiếm thị mấy ngàn người. Một cái chương trình người khiếm thị bao nhiêu tiền bạc, vậy mà vẫn là tổ chức được. Chỉ có cái gì? Niệm Phật. Chỉ có niệm Phật. Vì tin không? Không tin cũng không được nữa. Quý vị đi tìm hiểu những đức đi. Những đức làm cái gì? Những đức không làm cái gì cả. Ngày nào những đức cũng lên tu ngày hai thờ, sáng chiều với đại chúng. Hai buổi chia sẻ Phật pháp. Sáng tu xong là 5 giờ, 5:10 những đức chia sẻ Phật pháp xong xuống ăn cơm cho xong buổi sáng đi. Xong đi qua Đại Tùng Lâm, về lại đây ngủ giấc. Xong thức dậy chia sẻ một pháp thì một thờ nữa là quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc là 2 thờ. Một năm như một ngày của những đức là 2 thờ tu, 2 thờ chia sẻ Phật pháp. Những ngày bệnh đau, từ khi là bệnh đau nằm liệt không chia sẻ Phật pháp luôn. Nhưng mà ít bao giờ có lắm, một năm thì có chắc 1-2 lần. 1-2 ngày là bị bệnh mà không chia sẻ Phật pháp nổi luôn là có. Nhưng mà một năm như một ngày y rang như vậy, những đức không có kinh doanh một cái gì tiền bạc. Và những đức cũng không có một Phật tử nào cố định rằng là khi cần cái gì mà gọi cho người ta luôn. Như vậy một năm những đức xài bao nhiêu tiền bạc, mà tiền bạc này ở đâu? Thập phương bá tịnh. Ở một nơi mở rộng ra, khắp nơi nơi được nghe, khắp nơi nơi quy về một nơi, một nơi mở ra khắp nơi nơi, khắp nơi nơi quy về một nơi. Đúng là cái câu mình vì người, mình vì thiên hạ, thiên hạ vì mình, mình vì mình thì không ai vì mình hết. Đây là 100% của xác thực văn tự. Mà chính những đức làm mới thấy ra văn tự đó là sự thật. Quý vị coi, chỉ có câu A Di Đà Phật thôi. Tin không? Những đức nói với quý vị nghe pháp khó tin. Có những người, người ta nghe hoài, người ta vẫn là không dám tin luôn. Vẫn là không dám tin. Chùa mình nè, 100% luôn. Ngày xưa những đức mới đi xuống đây là người già đi theo những đức 100 mấy chục người. Quý vị tin những đức không có một cắt không? Không có một cắt. Từ trên Đà Lạt xuống đây không có một cắt nào hết. Phải hoàn toàn nghe lời thì người ta chi tiền cho mình để nuôi. Còn bây giờ hai bên tôi nghe lời bên nào, tôi nghe bên nào cũng bị đột hết. Một trên là một ông kia, một dưới là ông này. Hai ngôi chùa đột tôi nghe lời ai cũng không được hết.
tôi nghe hai người thì tôi làm tay sai, tôi trở thành một con người chạy đồ này chạy đồ kia, tôi chịu không nổi luôn. Cuối cùng tôi chỉ còn có một con đường thôi, là con đường gì? Tôi nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, niệm Phật. Đây, kẻ ngu lú lẳng này chỉ biết niệm Phật nè. Bây giờ chỉ còn đúng một con đường thôi, đó là niệm Phật thôi. Liêu mạng niệm Phật thôi. Sáng nào cũng nhắc mấy bà già. Lúc đó nhiều người đi theo mình, trăm mấy chục người, ta sợ lắm. Vì thấy mình không có điều kiện gì quý vị. Mình đã biết người ta sợ mình, mình sáng nào cũng nói câu gì? Các cụ ơi, có tiền để trong túi đi các cụ, để dành đi, các cụ yên tâm đi. Những đức lo cho các cụ được, các cụ đừng có lo. Các cụ có để dành tiền trong túi, khi cần mua cái gì thì mua. Các cụ đừng có đưa tiền cho những đức, đánh thẳng vào cái câu đó luôn. Ngày nào cũng nói câu đó, những đức thấy rõ ràng cái gì biết. Tự nhiên người ta cầm tiền nó đưa những đức, thì xài được 3-4 ngày. 3-4 ngày sau gần hết tiền, thì có người cầm tiền đến mà có những người cực kỳ lạ, chưa từng quen tới luôn. Cầm tiền đến đưa, đưa xong xài được 3-4 ngày. Rồi từ từ đưa một cái xài được một tuần, từ từ đưa một cái xài được nửa tháng, từ từ đưa một cái xài khoảng năm. Tin không? Khi đưa một cái mà xài gần một năm, thì lúc đó chích ra nửa năm để làm tượng Phật, tiếp tục làm tượng Phật tặng cho người ta. Cái sống của mình đem chia bớt cho người ta đi, làm tượng Phật là máy tặng cho người ta lúc đó. Thì bắt đầu là nó quy gom nhân duyên từ từ, rồi thấy cái mồi được rồi, cứ cái đà đó niệm Phật. Nửa năm sau thì tổ chức chương trình phá tu chủ nhật. Đầu tiên chỉ có 3-4 người đi đến đây thôi. Toàn bộ là chùa của mình, phần nhiều chỉ có 3-4 người đến thôi. Như vậy mà cứ niệm Phật, rồi cộng tu chủ nhật cứ làm chân thật. Như vậy mà bây giờ quý vị biết rằng là khóc nơ, trong vòng 8 năm nay, mà 2 năm đầu những đức đã phát triển rồi, chứ đừng nói 8 năm làm gì, 2 năm đầu đã phát triển rồi. Thì từ nơi đó tới bây giờ luôn, ở một nơi không đi đâu cả, chỉ có niệm một câu ai với Đà Phật. Trong khi chính những đức nè, nói với anh Tự Hồ nè, chính những đức nè, ngoài đời làm ăn không được một cái gì cả, một mình lo chưa xong. Những đức từng nói một câu rằng nếu những đức đi có vợ là còng lưng cũng không đủ tiền lo cho vợ nữa, mà thêm cái bệnh ăn nhậu bê tha, nhậu vô thì lãng hoạn nè, ăn nhậu bê tha, nhậu vô lãng hoạn đó. Lúc chưa nhậu thì không nhìn vợ người ta, mà nhậu vào rồi gì nhìn chưa, nó tàu lao chưa? Vậy đó nè, cái dạng tàu lao nè, cái dạng tàu lao quá trời tàu lao luôn nè. Cái dạng hư mà là quá trời hư, chứ không phải là hư bình thường. Cái dạng thủ đoạn là quá thủ đoạn, không phải thủ đoạn bình thường. Cái dạng tính toán là quá tính toán, không phải tính toán bình thường. Vậy mà cút khỉ dân quần, cút khỉ 11 năm cho thành phố vẫn không có gì. Vẫn là ăn chơi có tiền nhiêu là ăn chơi hết trơn, không còn cắt luôn. Vậy đó mà đi vô chùa tu là gặp Phật Pháp, đi vô chùa tu gặp ngay ngôi chùa tu niệm Phật. Vậy mà chỉ có niệm Phật thôi. Vậy mà bây giờ nuôi 800 người. Chỉ biết một tháng là 800 người này để lo biết bao nhiêu tiền bạc chưa? Rồi giờ xây dựng gì hỗ trợ với Hòa Thượng biết bao nhiêu tiền bạc chưa? Như vậy đó mà khóc nơ, người ta gỡ tiền. Nó không phải một cố định nào mà ai gặp cũng thường đưa tiền. Còn ngày xưa người ta gặp là người ta muốn quýnh không à? Lạ vô cùng, mà bây giờ niệm Phật là nhiều người cung kính nữa chứ. Nên những đức gặp một số người mà gặp những đức mà người ta quỳ xuống, những đức nói ôi trời trời mắc cỡ quá. Vẫn luôn luôn duy trì cái tâm như vậy đó. Tại vì sao? Vì sao quý vị? Vì nghĩ lại ngày xưa mình á, những đức thường nói cái câu á, nhậu xỉn vô té mà con chó còn không lỡ liếm vô mặt mình. Như vậy mà bây giờ nương vào Phật Pháp mà ta gặp mình ta quỳ xuống, quý vị nghĩ mình chịu nổi không? Mình làm được điều mà nghe câu đó được không? Không, không nghe được. Tại vì sao? Mà tôi không có gì hết trơn á. Hoàn toàn là nhờ Phật mà tôi được như vậy thôi. Nên quý vị mà quỳ với tôi, cho tôi là người cao xa là không có gì cao xa. Tôi chỉ có niệm Phật nhờ quay lực của Phật mà tôi được như vậy. Nên những người mà khi gặp những đức mà họ nói những câu như là tắc bạch đồ đó, quý vị đừng có nên nói những đức. Tại vì sao? Những đức không có chịu nghe. Quý vị coi từ xưa tới giờ bao nhiêu chương trình của những đức, có một cái chương trình gì tắc bạch không? Không bao giờ có. Khi cần chia sẻ Phật Pháp là chia sẻ Phật Pháp, khỏi cần rền rà, khỏi cần cao xa. Vì sao? Vì tôi không có cái gì để cao xa cả.
Và cả đời thì tôi tu là chỉ có cảm ơn Phật thôi. Tu tốt thì cũng nhờ Phật, mà tu không tốt thì cũng tại tôi, hiểu không? Tu tốt là nhờ nương vào bổ nguyện của Phật, còn tu không tốt là do tại tôi không nương vào bổ nguyện của Phật thì tôi chịu. Nên từ nơi đó mà cả đời mình cố gắng duy trì cái gì? Không có cao xa. Và thêm một cái gì nữa, không có đặt vấn đề cái chuyện người ta cung kính mình gì là quan trọng. Vì sao? Vì mình có gì đâu cung kính. Có gì đâu cung kính quý vị. Nếu nói về lịch sử của mình thì mình không ra gì cả. Nên những đức nói một con người đơn giản nhất, hư hỏng nhất, làm nhiều điều tội lỗi nhất, nhưng chỉ cần nghe được pháp môn niệm Phật này thì quý vị tin trong vòng mấy năm sau là quý vị được người cung kính nhất. Xác thực 100% luôn đây. Chứ tôi có nói tôi hay ho gì đâu. Hỏi chi tôi nói tôi hay ho thì một số người hư, người ta nói rằng ô trời ơi, ông thầy đó ổng có nhân duyên dày nên ổng đi tu nên được như vậy, còn mình làm sao mà được như ổng? Không có đâu quý vị à. Những đức không có một cái gì đặc biệt cả. Một con người nó hư mà chính bản thân mình không biết nữa thôi á. Nó, nên cái thứ gì cũng mình cũng hư hơn người ta chứ. Đó, nên từ nơi đó mà từ nhỏ tới lớn tội nghiệp không à. Vậy mà bây giờ ngồi chia sẻ Phật pháp với quý vị nghe thì có lạ không? Một con người chia sẻ Phật pháp với quý vị nghe chưa từng qua trường lớp một trường nào luôn. Nó chỉ là học cái trường hư ngoài đời không, mà bây giờ đem cái đó chia sẻ cho quý vị nghe thành Phật pháp. Lạ thiệt. Cái này là những đức nói 100% luôn nè. Những đức mà chia sẻ Phật pháp với quý vị nghe mà cái gì những đức cũng biết hết trơn á, là do gì quý vị biết không? Có nhiều cô gặp nó trời sao thầy sao cái gì cũng biết hết trơn vậy thầy? Có những cái cặn kẽ mà chính bản thân con còn chưa biết mà thầy biết luôn. Những đức nói sao quý vị biết không? Vì tôi quá hư. Hư mà tôi còn nhiều chuyện nữa. Từ khi tôi còn nhỏ, bất cứ một cái chuyện gì người ta nói chuyện là tôi ngồi kế ghế mới tôi nghe. Lúc Nhân Đức 4, 5 tuổi, 5, 6 tuổi thôi. Ai mà nói chuyện gì, có nhiều người nữ người ta nói chuyện, người ta nghĩ Nhân Đức con nít, Nhân Đức không biết. Nhưng mà cái thứ gì Nhân Đức cũng biết chứ nha. Đức ngồi kế bên Nhân Đức có lóng tay Nhân Đức nghe. Còn mấy ông già nói chuyện uống nước trà, Nhân Đức ngồi kế bên Nhân Đức cũng uống nước trà, Nhân Đức nghe. Nghe hết trơn, cái gì Nhân Đức cũng nghe chứ nha. Nên chuyện thầm kín, chuyện giận, chuyện hờn, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện tình tứ, cái gì Nhân Đức cũng biết hết trơn á. Vậy mà cuối cùng bây giờ Nhân Đức đi tu, Nhân Đức mới thấy cái lợi ích của nó là gì. Nhân Đức lấy cái biết đó, Nhân Đức bỏ Phật pháp vào. Nên tại sao quý vị biết Nhân Đức phong phú chia sẻ Phật pháp không? Là do nhiều thứ, quá nhiều thứ Nhân Đức biết. Như cái tính Nhân Đức ngày xưa ngoài đời nghe, tại Nhân Đức cũng giỏi mà hư mà giỏi. Nó tóm tắt là giỏi đi. Nhân Đức chỉ cần đi đến nhà ai cả thôi là Nhân Đức thấy sao biết người ta đang lặt rau không? Lu bu Nhân Đức nhảy vô lặt rau phụ. Nhân Đức thấy người ta cái lu nước không ai gánh lên, Nhân Đức xách cái thùng nước, Nhân Đức đi xuống sông, Nhân Đức gánh lên. Còn Nhân Đức thấy người ta ăn xong hoa dọn chén, Nhân Đức dọn chén đem ra sao bếp. Nhân Đức thấy người ta rửa chén không kịp, Nhân Đức nhào vô rửa chén. Thấy nấu ăn nhào vô phụ bếp, tại cái môn gì cũng làm được á. Nên cuối cùng Nhân Đức cứ nhào vô làm, nhào vô làm, nhào vô làm. Tại sao mà Nhân Đức tỉ mỉ và biết nhiều chuyện? Là do siêng làm mà ra mà biết nhiều chuyện. Thì từ nơi đó bây giờ học Phật rồi đem Phật pháp bỏ vào cái chỗ đó và lý giải ra, mở rộng ra Phật pháp trong cuộc sống hàng ngày, gọi là Phật pháp ứng dụng. Nhiều người vì sao chia sẻ Phật pháp bị nghe không có được? Vì sao? Vì họ không dùng Phật pháp ứng dụng. Ứng dụng là gì? Ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Phật pháp là gì? Phật pháp là ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế thì cái việc làm của Ngài là cái việc làm rất đơn giản của cuộc sống hàng ngày. Từ hành động, từ cái việc làm, từ lời nói của Ngài đều là kinh giáo. Mà kinh giáo của Ngài nói ra rất gần gũi, vô cùng gần gũi. Nhưng do cái văn tự Ấn Độ và văn tự ở đây, nên chúng ta nghe văn tự đó, cái văn tự đó chúng ta nghe không hiểu thôi. Nên chúng ta nghĩ rằng văn tự của Phật pháp là cao siêu. Chứ thật sự thì cái hành động của Đức Thích Ca Mâu Ni là rất gần gũi với nhân sinh. Người ta hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài biết chăn bò không? Ngài nói biết chứ. Nhiều người cứ nghĩ Đức Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử làm sao biết chăn bò? Vậy mà hỏi Ngài biết chăn bò không? Ngài nói để tôi chăn cho. Ngài chăn bò còn khéo hơn cái người chăn bò chuyên nghiệp. Còn người ta hỏi Ngài biết may đồ không? Thái tử sao may đồ? Vậy mà Ngài cầm kim Ngài may đồ khéo hơn cái mấy cái bà may đồ khéo nữa. Rồi hỏi Ngài biết xỏ kim không? Ngài nói sao không biết. Thì cái bà già đang xỏ kim Ngài lại Ngài xỏ giùm. Quý vị thấy cái hành động của Đức Thích Ca Mâu Ni không? Vậy mà hành động đó là kinh giáo không đó quý vị. Nên Phật pháp là gì? Ứng dụng trong cuộc sống.
Còn chúng ta thì học pháp bay bổng mà. Học pháp là bay bổng lượn trên trời không à. Cứ nghĩ rằng mình là người học Phật là mình hơn thiên hạ không à. Ở trên trời chứ không à, dưới biển không à. Nếu học pháp mà ở trên trời, ở dưới biển á, vậy thì học pháp đâu có truyền tải đi khắp nơi năm châu bốn biển đâu. Hiểu không? Mà Phật pháp là nó truyền tải khắp nơi nơi là vì Phật pháp ứng dụng vào mỗi quốc gia, ứng dụng vào mỗi con người, mỗi một cái cương vị, Phật pháp đều bỏ vào đó để ứng dụng được. Nên Phật pháp nó có thể phát triển rộng như vậy là vì sao? Phật pháp ứng dụng. Khi ứng dụng Phật pháp trong mọi cuộc sống, mọi tầng lớp thì cái cách giao tiếp của quý vị sẽ không còn bị trở ngại nữa. Người học thức quý vị cũng giao tiếp được, người thiếu học cũng giao tiếp được, người giàu sang cũng giao tiếp được, mà người nghèo nàn cũng giao tiếp được, người mù đuôi của chúng ta cũng giao tiếp được. Thì quý vị cứ nghĩ những đức học Phật bây giờ những đức chia sẻ, thì ngày Chủ nhật quý vị ngồi trong đây đa dạng con người nghe được. Người khiếm thị mấy ngàn người nghe được. Lớp đệ tử quy bao nhiêu người nghe được. Bà bầu nghe được. BD nghe được. Xã hội đen nghe được. Có nghĩa là hạng người nào những đức gặp, những đức nói chuyện, họ đều nghe được. Hút chích xì ke, những đức cũng nói chuyện được luôn. Vì sao? Vì những đức nói chuyện với hút chích xì ke mà. Ở tù, nói chuyện với ở tù luôn. Bây giờ chúng ta là người nghe đạo rồi, chồng mình chưa nghe đạo mà thông cảm cho chồng mình. Mình đi tu về, nó nói bà đi đâu mà tối ngày xách gói hoài à. Bà đi cả ngày nay bà đến đó mà nghe ông Đức ông nói chuyện. Bà có đem 1 ký gạo rồi về cho tôi không? Bà thấy hồi sáng giờ ông tôi đem một đống gạo về đó. Còn bà đi đến đó từ sớm giờ, cái thứ gì cũng có chứ. Còn tốn tiền xe nữa. Không lợi ích gì hết trơn. Thấy không? Mỗi bên nó có một cái lợi ích. Thí dụ như ông đi kiếm gạo thì ông nhìn được cái kiếm gạo lợi ích. Cùng mình đi đến đây mình nghe đạo thì mình cởi mở tâm tư được lợi ích. Nhưng mà cái cởi mở tâm tư mình nói ông không hiểu. Mà cái nhất thời cái kiếm gạo ông nhìn ra gạo á, thì ông nói là gạo là lợi ích xác thực, đúng không? Nên con người ta chỉ nhìn cái xác thực mà không nhìn cái trọng tâm. Còn chúng ta học Phật là chúng ta nhìn được trọng tâm. Mà trọng tâm mà nhìn được thì xác thực tức khắc có 100% luôn. Đó, đây là cái điều mà chúng ta áp dụng Phật pháp trong cuộc sống mà có niềm vui nè. Những đức có niềm vui và có vốn để nói chuyện với quý vị. Hồi nãy bên kia những đức từ lúc 7 giờ cho tới giờ qua đây luôn là quý vị biết những đức niệm Phật bao nhiêu chưa? Từ giờ đó mà niệm cho tới giờ này rồi đi qua đây chia sẻ Phật pháp luôn. Quý vị bên đây niệm đi chung, những đức bên đó cũng niệm đi chung, những đức niệm Phật suốt luôn vậy đó. Những cái buổi chia sẻ của những đức toàn bộ là cái gì? Niệm Phật hoàn toàn hết. Nên những đức mong rằng đại chúng trong chùa đi về đây á, quý vị tu hành nè. Quý vị nên nhớ là pháp môn Tịnh Độ này đặc biệt lắm, từ người xuất gia cho đến cư sĩ. Nghe những đức tán thán như vậy, nếu như quý vị nhận thức được thì cuộc đời quý vị chỉ cần nắm Phật pháp ngay câu A Di Đà Phật này thôi, chân thật mà niệm đi. Cuộc đời quý vị sẽ không bao giờ mai một đâu. 100% luôn. Khi mà niệm Phật được quen rồi á, tập sống trong cái đạo tràng chùa chiền đi. Rồi sau này những người xuất gia này đủ duyên á, mình nhập vào ngôi Tam Bảo mình sống đi cho nó chắc ăn. Tại vì những đức phân tách cho quý vị nghe nè. Bây giờ mình còn trẻ, mình đi chỗ này đi chỗ kia được, mình ở trong cái cốc mình. Rồi mai mốt mình càng ngày mình già rồi ai lo cho mình đây? Ai lo cho mình đây? Những đức đã nhìn bao nhiêu người xuất gia già khổ vô cùng luôn. Lúc trước những đức có quen một vị xuất gia mà già ở cốc á, những đức cứ khuyên ông hoài, nói những đức nói nè, ông lớn tuổi rồi. Thôi ông về chùa đi, ông ở niệm Phật đi, những đức lo cho. Những đức thấy ông có khi đêm hôm ông chết bất tử không ai lo cho ông đâu. Ở cốc có mình mà ông nói chưa đâu thầy, chừng nào tôi yếu thì tôi vô, chưa chết đâu. Cuối cùng ông chết queo luôn quý vị, nằm chết queo trong cốc luôn. Nói quý vị coi, có mình một mà. Nên mình là người tu á, nương vào cái đại chúng trong chùa mà phải tập nhập chúng á, thì tự nhiên vô nhập chúng không cần bận tâm lo âu gì chứ. Còn bây giờ chúng ta bây giờ đi chỗ này đi chỗ kia, cuộc sống của mình thôi. Mai mốt tới khi mình già rồi, lúc đó mình nghĩ đi, tới tuổi già rồi ai lo cho mình đây? Nên nương chúng nhờ chúng là quan trọng lắm. Nên mong những người xuất gia đi về chùa, những đức nói những lời chân thật, mà chính những đức nè, sống trong đại chúng, những đức thấy đại chúng giúp đỡ, những đức biết bao nhiêu mà nói, chứ đâu phải sống mình đâu. Mọi người chúng ta nghe được Phật pháp, cái quan trọng là mình tiếp nhận được Phật pháp và áp dụng trong cuộc sống để mình có niềm vui. Niềm vui là cái quan trọng nhất để tích tụ được năng lượng. Và tâm buồn giận, hờn trách là tiêu hao năng lượng rất nhiều.
Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi học giáo với thầy Lý Vĩnh Nam, có hỏi thầy Lý một câu: một con người mỗi ngày làm việc rất là nhiều, và một người mà mỗi ngày thì buồn trách hờn giận rất là nhiều, như vậy thì hai con người này thì vị trí nào là vị trí hao tổn năng lượng nhiều nhất? Thì thầy Lý Vĩnh Nam trả lời rằng: một con người mà làm việc rất nhiều, mà làm những việc tốt, những việc thiện, ý niệm thiện, dù là họ làm rất cực, cực lực vô cùng, nhưng mà cái năng lượng của họ bị hao chỉ có 5%. Còn cái người rảnh rỗi mà ngồi đó để tính toán thủ đoạn những cái điều mà hại người, nghĩ những cái điều ác, thì dù họ rảnh rỗi mà họ nghĩ những điều đó thì năng lượng của họ bị tổn mất đi 95%. Thì quý vị biết rằng là cái tâm địa xấu ác nó hao tổn năng lượng cực kỳ cao. Thí dụ như một đêm đó mình ăn không ngon, ngủ không yên, mình tính toán thủ đoạn cái gì đó, đêm đó sáng mai quý vị coi soi gương coi mặt mày bơ phờ ấy. Nhưng mà một đêm đó ngủ không được mà lại tâm trạng niệm Phật cả đêm thì sáng vẫn là người thoải mái. Đây là cái chỗ mình nên rút kinh nghiệm. Thí dụ như có những khi mình đi đến một nơi nào đó mà mình ở chưa quen, đêm đó mình ngủ không được, mình là người biết niệm Phật thì đêm đó mình niệm Phật được đêm. Còn nếu như mà người không biết niệm Phật thì một đêm đó ngủ không được thì sáng mai mệt mỏi lắm, vì họ không có phương pháp niệm Phật. Nên niềm vui của người niệm Phật á, chỉ có chân thật niệm Phật chúng ta mới hưởng được cái niềm vui giống như uống nước nóng lạnh tự mình biết vậy đó. Nên mỗi một người chúng ta tiếp nhận Phật pháp, biết niệm Phật, đem cái pháp tu của mình là pháp môn tịnh độ này nè áp dụng trong tất cả những cuộc sống chúng ta đang sống. Nên từng nào đi đến đây chúng ta cũng bổ túc cái tín nguyện niệm Phật làm chính đó chứ. Tại vì đây là cái pháp tu đặc biệt, tiện, dễ tu, bỏ công ít mà thành tựu lớn. Nhớ. Nhớ nha. Bỏ công ít mà thành tựu lớn. Thí dụ như 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn thì pháp nào cũng là pháp giải thoát, nhưng trong đó chỉ có đúng pháp môn tịnh độ là pháp dễ tu nhất. Pháp dễ tu nhất mà pháp an toàn nhất. Mà người xưa nói rằng tu pháp môn tịnh độ là vững vàng nhất. Như vậy thì con đường dễ đi, tại sao mình không đi? Cái dễ tại sao mình không làm? Cái dễ mà không làm đi làm cái khó. Coi cô kia, cô nói, cô nghe thầy chia sẻ mà thầy nói cái câu mà cái dễ mà sao không làm đi làm cái khó, là con phái à. Con phái làm cái dễ à thầy, chứ không phải đi làm cái khó làm chi chứ. Nên những đức cũng vậy, cái khó làm không được, phải làm cái dễ thôi. Vậy thì chắc chắn là nhiều người chúng ta cũng là thích làm cái dễ. Mà Đức Phật cũng biết mình cái khó làm không được, nên Đức Phật cũng muốn mình làm cái dễ. Cái dễ để thành tựu một đời này là đi về thế giới cực lạc, là cái chỗ chúng ta chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho tới cùng. Đây là cái dễ làm này quý vị. Nên rất là nhiều người chỉ chúng ta cái khó mà chính họ làm cũng không được. Bây giờ chúng ta cùng chỉ nhau cái dễ để mình cùng làm được, để mình cùng thành tựu một đời này giải thoát. Đây là cái việc cực kỳ quan trọng. Nên mỗi một người niệm Phật, quý vị ngày Chủ nhật đi về đây, những đức nói thí dụ như giờ chúng ta cùng ngồi đây nghe chia sẻ Phật pháp, rồi chúng ta cùng niệm Phật, rồi chúng ta cùng phóng sanh, cùng cúng thí thực, thì cái nhân duyên mà cùng ngồi đây như vậy nè là kết một cái thiện duyên cực kỳ lớn. Thí dụ như mình ngồi trong một cái quán ăn nhậu gì đó, hay là một cái nơi tiệc tùng gì sát sanh đó, mình ngồi chung trong đó thì mình là mình cộng nghiệp ở trong đó. Mình cộng nghiệp với những con người đang sát sanh ở trong đó, và họ la lối sùm, cái trượt đó nó đến với mình cũng bị ảnh hưởng luôn. Còn bây giờ mình ngồi cùng ở đây, hoặc là đang ở phương xa nào đang trực tiếp đang coi, thí dụ như mình đang coi đi, là mình cũng đang cộng duyên với cùng những con người đang nghe chia sẻ Phật pháp và cùng niệm Phật ở đây.
Có nghĩa là ngày Chủ nhật là ngày đặc biệt để mà tu phước tu duyên. Mà cái tu phước tu duyên ở đây nó duyên với tất cả những con người nghe đạo và biết tu. Thì bạn của mình là bạn nghe đạo và biết tu. Còn thí dụ như mình đi đến một cái nơi ăn nhậu sát sanh thì bạn của mình là bạn ăn nhậu sát sanh. Còn từ khi mình nghe Phật Pháp là tự nhiên nó đổi lại là bạn của mình là bạn biết niệm Phật, biết ăn chay và nghe nhân quả và tin sâu nhân quả và sống hiền hậu lại. Thì bạn của mình nhiều bạn như vậy. Mà nhiều bạn như vậy thì tức khắc cho mình được một cái sự bình an. Còn nếu như lúc trước mà mình chưa có tiếp nhận Phật Pháp thì mình đi nhậu hoặc là mình đi chơi quán này quán kia, thì bạn mình là bạn nhậu và bạn đi chơi quán này quán kia. Hoặc là mình nhảy nhạc thì bạn mình là bạn nhảy nhạc. Mình ca hát thì bạn mình là bạn ca hát. Bây giờ mình niệm Phật, mình nghe Pháp, mình cầu giải thoát, thì bạn mình là bạn niệm Phật và cầu giải thoát. Nên cái duyên mà ngày Chủ nhật đi về đây mà chúng ta cộng tu á, là nó hội tụ phước duyên rất là lớn. Bây giờ quý vị mỗi tuần đi về đây, quý vị quen mặt với nhau luôn á. Từ từ đi về viết rồi mình quen nhau luôn á. Nó rồi quý vị coi lại đi, những ngày Chủ nhật đi, có khi mình ngồi ăn cơm, ngồi ăn cơm mà mình ngồi trên bàn hoặc ngồi dưới đất nha, ngồi dưới mấy cái chỗ mà lót gạch bể bên kia, vì đang ngồi vậy đó mà đang ăn cơm mà thấy nó vui vô cùng. À, mà ăn liệm liệm mà nghe, hột cơm cũng không bỏ nữa, đúng không? Một hột cơm ăn mà cũng không bỏ nữa, mà ăn liệm liệm vậy đó, mà đồ ăn đơn giản thôi, mà lạ tay mình trân quý cái hạt gạo Tam Bảo, mình trân quý cái cọng rau Tam Bảo, mình trân quý cái miếng đậu hũ của Tam Bảo, tự nhiên giống như mình tu ra cái là mình trân quý hết tất cả những cái gì mà trong Tam Bảo lo cho mình, cho mình ăn. Trong khi bây giờ mình ở nhà mình là những cái này mình mua được có đầy đủ hết, nhưng có khi ngộ thay mình ăn ngon. Nhưng mình tu ra một thời xong mình ra mình ăn, tự nhiên mình trân quý của Tam Bảo. Mà khi mình ăn mà còn một hạt cơm dính vào cái hộp cơm, mình cũng lụm mình ăn cho hết. Mà mình ăn rất là tự nhiên, mình ăn không có một cái gì bị mà bó buộc mình mà làm cho mình phải gì mà e dè nặng nề vậy. Ăn rất tự nhiên luôn. Dù ngồi dưới đất nhưng Đức thấy ăn rất là tự nhiên. Nhưng mà có khi mình vào một cái quán ăn, một cái nhà hàng, tự nhiên mình có một cái gì bị câu thúc. Có khi mình ăn hết thì sợ người ta nói mình cái gì đâu mà thèm mà từ đời nào ăn không còn một miếng. Cái tâm trạng á. Còn ở đây thì tự nhiên một hạt cơm mình cũng thò tay mình lụm cái mình bỏ vô miệng mình ăn. Mình rất là tự nhiên mình trở lại cái cách sống tự nhiên. Và con người mình tự nhiên nó có một cái niềm vui gì đặc biệt vô cùng. Quý vị cứ coi lại đi. Những cái chương trình Chủ nhật mà khi quay lại đó, quý vị coi rõ ràng luôn đó. Nên những đứa mới nói mấy chú là cái giờ người ta ăn cơm á, quay đồ lại. Rồi thêm cái việc quý vị thấy nó đơn giản, những cái điều sắp xếp nó đơn giản mà quý vị thấy nó có tình người. Thí dụ như lúc quý vị xuống lấy cơm hộp á, những đứa bố trí cho quý chú á, ông đứng trên cái bàn, quý vị thấy mắc cười không? Tội nghiệp ghê luôn. Nghĩa là mình lỡ mình lấy cơm hộp chen chút thì mấy chú ông đứng trên bàn, ông nhìn đầu này, ông nhìn đầu kia, ông coi có ai móc túi quý vị không? À, nghĩa là một cái tổ chức chùa sắp xếp rất là lạ. Nghĩa là sắp xếp rất là lạ mà quý vị đi đâu quý vị có ít bây giờ thấy cái như vậy. Hoặc là đi coi vòng cái chỗ người ta ăn uống này kia được. Đó là cái chỗ mà mình thấy nó có một cái tình người gì đặc biệt vô cùng. Nên những đức á, coi lịch sử cũng như lời dạy của Bác Hồ đồ, những đức thấy công nhận những nhà lãnh tụ như Bác Hồ là những đức thấy là rất đơn giản bình dị, đơn giản vô cùng. Bác Hồ có nói một câu, có người hỏi Bác Hồ như thế nào mới gần nhân dân, thì Bác Hồ nói một câu: mình muốn gần nhân dân thì mình đừng có xa nhân dân, mình không xa nhân dân thì là mình gần nhân dân. Thì thí dụ như một ông thầy, nếu quý vị cao xa quá thì ai gần quý vị được, hiểu không? Còn nếu như một ông thầy đơn giản vô cùng thì quý vị gần người ta thì ta gần quý vị. Cái nguyên lý là mình gần người ta thì ta gần mình à. Còn mình không gần người ta thì sao ta gần mình? Thí dụ như giờ Bác Hồ là bậc lãnh tụ, nhưng Bác Hồ gần với nhân dân thì nhân dân ai mà không thương bác? Vậy thì đổi lại chúng ta bây giờ có chức phận. Nếu như chúng ta là một con người bình dị với nhân dân chòm xóm thì chòm xóm nhân dân ai mà không ủng hộ mình? Nên từ nơi đó muốn nhân dân gần mình thì mình nên gần với nhân dân, đúng không? Nguyên lý Bác Hồ dạy vô cùng đơn giản luôn quý vị. Những câu Bác Hồ dạy đơn giản lắm,
Còn người hỏi bác Hồ là mỗi ngày bác Hồ ăn cơm ở đâu? Ý hỏi là bác Hồ ăn cơm ở nhà hay ăn cơm ở nhà văn hay ăn cơm ở công ty xí nghiệp gì? Mỗi ngày bác Hồ ăn cơm ở đâu? Bác Hồ nói ăn cơm ngay cái mồm chứ ăn ở đâu? Trả lời quý vị thấy không? Gần gũi vô cùng, rất là đơn giản. Nên quý vị thấy bác Hồ là một người học giả sâu sắc đặc biệt. Nhiều môn học, nhiều thứ tiếng bác Hồ đều biết hết. Nhưng mà cái cách nói chuyện của bác thì vô cùng gần gũi và xác thực cùng với nhân vật. Nên ai nghe và cũng hiểu. Vậy thì chúng ta là người học đạo dù là lâu cỡ nào, nhưng văn tự phải làm sao phù hợp và gần gũi. Đừng có bao giờ mình chế biến những văn tự cao siêu để cho người ta nghe mà không hiểu, để chứng tỏ mình là người có học thức cao thâm. Đừng có ra vẻ đó làm chi. Mình nên làm sao mà đem cái văn tự đơn giản gần nhất để cho mỗi người ai cũng tiếp nhận được. Đó là cái mà những đức coi qua lịch sử của bác Hồ, những đức thấy rất là hay. Những văn tự mà có thể gọi là để lại cho nhân loại luôn đó. Những lời dạy rất là hay và gần gũi vô cùng. Đó, nên mỗi một con người chúng ta, dù mình làm ông chủ hay là mình có một cái chức phận gì, cái niềm vui lớn nhất là ai cũng thích mình, chứ không phải là ai cũng xa mình hoặc là ai cũng sợ mình. Không phải. Nếu ai cũng sợ mình thì cuộc đời mình cô đơn. Nếu ai cũng xa mình thì mình cũng cô đơn. Chỉ có niềm vui lớn nhất là ai cũng thích gần mình. Vì sao? Vì mình gần người ta thì ta gần mình. Giống như giờ những đức nuôi các cụ già, những đức luôn luôn gần gũi với các cụ và ăn uống cùng chung với các cụ, chơi cùng với các cụ, nói chuyện đơn giản với các cụ. Có nhiều bà cụ bà gặp mình bà vui vô cùng. Lúc nào mình lại chơi là bà rất là vui. Bà nói sao mình nói theo vậy. Mình nói với bà rất là vui, hòa nhập được. Thì mình gần bà gần mình. Mình thích bà thích mình. Còn nếu như mình đứng ở trên cao thì cao, thì người ta dối không tới với mình. Vì thì mình dối cũng không tới người ta. Vì thì mình trở thành con người cô đơn. Nên con người mình sống trong cái cuộc đời này, niềm vui lớn nhất đó là gì? Niềm vui lớn nhất đó là chúng ta sống mà được nhiều người thương yêu, sống mà được nhiều người thích. Đó là cách sống gì? Cách sống đừng bao giờ làm tổn đến người khác. Những cái gì mình không muốn thì đừng đem cho người. Luôn luôn làm cái chuyện lợi ích cho người ta. Đã là người ta hưởng được sự lợi ích thì người ta sẽ thích mình và thương mình, chắc chắn luôn, 100% luôn. Thí dụ như bây giờ quý vị về chùa, quý vị thấy không? Có nghĩa là từ quý thầy sắp xếp này kia đồ đều là mong quý vị được tu tốt. Rồi xong ra ngoài phải bố trí làm sao để mà rồi cho quý vị ăn uống được cho đàng hoàng này kia. Dù là bây giờ đang xây dựng chặt chội nhưng mà phải cố gắng làm sao sắp xếp. Rồi bây giờ chùa mình chỗ ở nó bớt lại, nhưng mà Phật tử ở Hà Nội miền ngoài ta vô ta tu, sắp cho người ta chỗ ở có khi chặt chội mà cũng tìm cái quạt rồi quạt cho người ta, rồi nhắc nhở người ta là chỗ chặt chội diện gì, như ở mỗi con người chúng ta có tình người, rồi ở chịu khó này kia nhắc nhở người ta nên người ta mới ở. Tuy là bây giờ chùa mình đang xây dựng nó chặt chội gì mà ta bây giờ hiện tại ta vô tu rất là đông. Ta ở đây ta cộng tu rất là đông đó quý vị, chứ không phải ít bớt lại đâu. Rất là đông người á. Là do cái gì? Là do cái tình cảm con người á. Cái tình cảm giữa con người đến với con người với nhau quý vị. Nên tất cả các cô với nhà bếp á, mà phục vụ rồi những đứa cứ nói hoài. Cứ là như thế nào cứ chân thật nhiệt tình, hết lòng hết dạ đi. Giống như ở ngoài miền ngoài người ta đem vô đâu 500 cái thùng sữa phô mi vậy đó. Người ta đem vô đây, cái chùa uống miếng. Còn nhiêu ngày chủ nhật với hổm uống một chặp hổm chủ nhật là đông dữ lắm đó nghe. Bữa chủ nhật á, rồi chủ nhật tuần này đem ra uống một cái nữa cho nó hết luôn. Nghĩa là chia nhau để cùng uống, chứ không phải gọi là người ta đem lại cái để dành cho chùa uống không. Nên tất cả những người Phật tử mà người ta cúng dường cho chùa mình bất cứ cái gì gì thì cái duyên phước người ta rất là lớn. Vì sao? Vì khi mình cúng dường cho một cái nơi nào đó mà cái nơi đó người ta chia đều ai cũng được dùng. Mà càng đông người dùng chừng nào thì cái phước duyên nó càng lớn chừng đấy. Chứ mình đừng có quan niệm còn cúng cái này cho thầy là thầy phải ăn nha. Có nhiều Phật tử không hiểu đạo quý vị, cái quan niệm họ lạ lắm. Thí dụ như thầy con cho thầy bộ đồ cho con không thấy thầy bận, thấy không? Cứ là cho được bộ đồ cái coi hoài, chừng nào ông thầy bận cái mới vui. Còn thầy mà không bận thì sao kỳ cục cho mà không thấy bận. Hoặc là cho một hộp sữa, cái cứ hỏi người này người kia, ồ thầy có uống sữa không? Sao nó khổ dữ cái chợ? Sao mà làm cái chuyện khổ đau chứ hả?
Có nghĩa là mình cho người ta gọi là mình quên mất tiêu đi, chứ bây giờ mình đi canh chi cho nó mệt. Hoặc là giờ cúng dường tiền làm cái tượng Phật, theo hỏi xung quanh đó, chùa có làm tượng Phật chưa ta? Có làm tượng Phật chưa? Tôi nghe nói làm tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà bây giờ tôi cúng số tiền mà sao tôi không thấy làm á. Rồi chùa xây dựng cái gì đó, tự nhiên nghe nói cái cúng vô cái đi hỏi hoài chùa có xây dựng chưa cái này kia đâu. Đó là cái khổ của người mà nghe đạo mà không hiểu quý vị. Cái khổ của người nghe đạo mà không hiểu, mang cái gánh nặng nên mình tu mà không có niềm vui. Phải nhớ rằng mình tu làm sao mà mình có được sự niềm vui, có sự an lạc. Đó là cái gì? Đó là buông bao nhiêu cái gánh nặng bớt đi. Những cái bận tâm trong lòng, những cái không vừa lòng, không vừa ý buông ra, thì tức khắc mình có niềm vui. Mà cái giải thoát của trong tâm mình là ngay cái chỗ gì? Là ngay cái chỗ mình buông nhiều cái thứ mà nó chất chứa trong tâm mình, thì mình vui à. Nên con người mình khổ nhất là gì? Cái gì cũng gom vào, cái gì cũng gom vào nặng nề. Tính không được cũng phải cố gắng mà tính, làm không được cũng cố gắng mà cứ nặng nề đặt vai trò mà làm. Từ nơi đó nó nặng nề quá. Còn chúng ta là người tu hành nghe đạo rồi, những cái gì chúng ta làm được thì chăng thật làm, còn cái gì chúng ta làm không được thì thôi. Vì thì cuộc đời chúng ta vô cùng là an vui và tự tại đó. Nên từ nơi đó mà học Phật làm sao mình phải hiểu. Quý vị biết rằng đó nha, bây giờ thí dụ như quý vị xây một ngôi chùa cực kỳ lớn luôn, lớn thiệt là lớn, nó đẹp thiệt là đẹp luôn, mà người ta đến người ta tham quan ào tham quan gì. Thí dụ như có những cái ngôi chùa mà ở miền ngoài, có những ngôi chùa gì mà lớn nhất ở miền ngoài đó, đẹp cực kỳ đẹp đó, khách toàn là khách du lịch không, mà đi ào người ta đó, lễ hội hay Tết là thôi đừng có nói mà cái lượng người đông. Quý vị biết rằng một cái nơi mà như vậy đó, một ngôi chùa mà như vậy đó, chúng ta ví dụ như ngôi chùa đó có khoảng cỡ 10.000 người đi đến, một ngôi chùa niệm Phật chỉ cần 10 người. 10.000 người kia nếu để lên bằng căn á, và 10 người đi đến niệm Phật á, bên 10 người niệm Phật nó nặng hơn 10.000 người kia đi đến diễn chùa. Cho vị biết á, quý vị cứ thử mà tìm hiểu cái việc mà người đi giảng lai, đi long nhong ở trong chùa, vòng đi tìm chỗ khác, dù cho họ đi chùa 20 năm đi chăng nữa, quý vị gần gũi họ, vì nghe họ nói chuyện thì biết liền cái cách nói chuyện của họ, không biết một cái thứ gì về Phật Pháp cả. Còn một người mà đi về chùa mà nghe Pháp, nghe giảng đạo á, mà nghe thật sự thật chất mà hành trì á, thì quý vị mới biết Phật Pháp nó là cái gì. Phải biết, nó biết Phật Pháp nó là cái gì. Đó nên người về đây để mà nghe ngày Chủ Nhật này cũng vậy, nên áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống của mình, để mình tu học làm sao mình có được niềm vui và có được sự an lạc. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần Chủ Nhật cộng tu và quý Phật tử khắp nên về rất là đông. Những đức thường nói chúng ta về đây tu phước tu duyên ngày Chủ Nhật đặc biệt. Đúng là cái điểm mà để tu phước tu duyên và có được sự an lạc vô cùng lớn lao khi ngày Chủ Nhật chúng ta về đây để mà cộng tu chung. Chúng ta được nghe chia sẻ Phật Pháp, từ tâm trạng mỗi người chúng ta nó cũng cởi mở tâm tư, và cái tâm tham sân si mình nó giảm đi thì sự an lạc nó phát triển. Thì từ nơi ngay con người sống chúng ta mà tâm an lạc nó phát triển và chúng ta hướng đạo, thì quán thân trái chủ hoặc là những người mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi đi theo cũng được nghe Phật Pháp. Và phần hữu hình là chúng ta được nghe Phật Pháp được vui, thì phần vô hình là những người chết chưa siêu thoát họ nghe họ cũng vui. Từ nơi cái tâm trạng nghe Phật Pháp nên cởi mở tâm tư. Vì mỗi một con người chúng ta hiện hữu ở cõi đời này, ai cũng muốn được giải thoát về thế giới của chư Phật. Vì về thế giới chư Phật mới được an vui và tự tại. Chứ nếu như bây giờ mang thân người ở cõi đời cũng khổ, mà làm thân cô hồn thì cũng vô cùng khổ đau. Có khi mình muốn ăn mà không ai cúng cho mình, buồn bã khổ đau vô cùng. Thôi hôm nay chúng ta nghe được bổ nguyện của Di Đà, nương vào bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chân thật niệm Phật đi. Cái tâm mà hận thù, mà buồn trách, mà theo đòi nợ,
cứ đeo đẳng theo hoài, cái tâm này nó khổ dữ lắm. Thí dụ như giờ chư hương linh mà mình nghe được thì mình tự suy nghĩ, bây giờ đi theo người ta đòi nợ, cứ bám víu theo để chờ cơ hội đòi nợ họ. Rồi đòi nợ được rồi, cuối cùng mình cũng là khổ đau trong cái cảnh tam đồ ác đạo. Thôi bây giờ mình nghe được Phật Pháp, thôi quan gia nên giải không nên kết nữa. Chỉ cần quá giải cái tâm hận thù cái thôi thì tự nhiên mình nương vào bổn nguyện của Phật, mình niệm Phật thì được giảng sanh thôi. Nên là mỗi từng mà ở nơi đây mà cộng tu, quý vị khắp nơi nơi mà dẫn người ta đến đây tu, hoặc là trưởng đoàn dẫn người đi đến đây tu, cái công đức quý vị lớn như lắm. Tại vì dẫn người đi tu, người ta nghe Phật Pháp, người ta mới được giải thoát quý vị. Mà từ tâm mình nó an lạc, rồi gia đạo mình từ từ nó được tốt đẹp, cố gắng về nhà, rồi mình nắm cái thời khóa tu, hai thời sáng tối mình duy trì, mỗi ngày nghe Pháp thêm hai thời nữa, thì cái nghiệp chướng gì nhất định cũng tiêu trừ, và tâm tư mình nhất định sẽ được an lạc. Nên chúng ta đem cái công đức niệm Phật, rồi cái công đức nghe Pháp, phóng sanh cúng thí thực này, nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng hiện tại đang ở đây và khắp nơi nơi đều được thừa hưởng những công đức này, và thân tâm thường an lạc, phát tâm niệm Phật, cả đời tín nguyện kiên cố để cuối cuộc đời được giảng sanh. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ Quyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid, rất là nhiều người khắp nơi trên thế giới bị chết, chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật mỗi ngày hồi hướng cầu siêu cho họ, nguyện cho họ nghe được bổn nguyện Di Đà, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và nguyện cầu siêu cho Thượng Tọa Thích Nhuận Thanh được hưởng công đức này, đều hưởng về thế giới cực lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tịnh chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi chúng ta về cái cúng thí thực là ở đứng ngoài nắng á, trong tâm trạng của mình nó phải thoải mái, mình đứng để niệm Phật, để cho những người trong gia đình mình chết chưa siêu thoát để đi theo mình á, người ta cũng được nương nhờ mà người ta hưởng tài thọ thực. Chứ nếu mà xong mà mình đi về tội nghiệp đã lắm, người ta đi theo mình á chứ không giỡn đâu. Nên từ nơi đó quý vị kiên nhẫn đứng niệm Phật, hoan hỷ từ tâm nha. À, chúng ta làm lễ phóng sanh, từng nào chùa chúng ta cũng làm lễ phóng sanh. Những đức nhiều, những đức thấy có nhiều cháu nhỏ về đây những ngày chủ nhật, các cháu này thiện căn rất là dày quý vị. Còn nhỏ thôi mà được nghe Pháp Môn Tịnh Độ, biết niệm Phật lễ Phật rồi đó. Từng nào người ta đến đây người ta cũng lễ Phật hết á. Nếu như có những cháu mà nghiệp chướng nặng nề, khi lớn lên sẽ khổ, hoặc là có những cháu chết yểu, nhưng mà nhờ cái công đức niệm Phật nghe Pháp này, này nó chuyển nghiệp các cháu luôn đó quý vị. Có khi cuộc đời lớn lên nó gặp ngay con vợ hung dữ, hoặc gặp ngay cái thằng chồng nhậu nhẹt quýnh đập te tua. Như vậy mà từ khi còn nhỏ nghe Phật Pháp biết tu, nó chuyển luôn cái thằng chồng lũ đạn thành cái thằng chồng dễ thương. Rồi nó chuyển luôn cái con vợ lũ đạn mà trở thành con vợ mỹ miều dễ thương. Nhờ tu nó chuyển á. Nên ông bà cha mẹ mà dẫn con cháu đến đây đặc biệt lắm. Nên các cháu đây người ta ngoan lắm, ta đứng im re quý vị thấy không, không dám giỡn, không dám nói chuyện. Đó là ngoan dữ lắm đó nghe. Nên cái công đức phóng sanh này rất là lớn, giúp cho tất cả đại chúng ai cũng thân tâm thường an lạc và vui vẻ. Tại vì mình thả chúng sanh đi, người ta mừng lắm, nên mình hưởng được cái phước báo đó rất là lớn. Nên người biết tu nên tập ăn chay và phóng sanh. Dù con ruồi, con muỗi, con kiến chúng ta cũng không dám giết nữa. Mang cái tâm như vậy đó thì cái phước rất là lớn. Nên chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho những chú chim đực, chú chim cái đang ở đây. Giờ chim đực không mà ở đây cũng có cái nhiều quá, thôi chúng ta chim cái luôn ha. Từ nơi đó mà quy y cho chim đực chim cái. Khi được thả ra nên ở chùa nghe đực cái, để mà nghe câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc, nghe đực cái. Nương vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà để được giảng sanh, nghe đực và cái. À, bây giờ chúng ta đọc tam quy y cho những chú chim đực chim cái. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay hoan hỷ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng.